Xin chào các bạn, hôm nay Minh Phụ Music rất vui mừng được mang đến cho bạn một trải nghiệm đặc biệt: buổi bàn giao đàn piano điện Godman Kai Spa cho khách hàng tại Hóc Môn. Bạn có từng tự hỏi liệu một cái đàn piano điện tầm giá 15 triệu đồng có thể mang lại điều gì đặc biệt? Hãy theo dõi để khám phá tất cả những tính năng và lý do tại sao Godman Kai Spa là lựa chọn hoàn hảo. Nhìn thùng đàn gọn, dễ dàng vận chuyển, nhưng Godman Kai Spa mang đến sức mạnh của một cây piano hiện đại với đầy đủ tính năng đáng kinh ngạc. Bạn có muốn biết cái đàn này có gì đặc biệt không? Trong lúc theo dõi đội lắp ráp đàn, hãy cùng mình khám phá nhé. Đầu tiên, cái spa được trang bị màn hình LCD 4 inch hiển thị toàn bộ các chức năng giúp bạn dễ dàng điều chỉnh và theo dõi trong suốt quá trình chơi. Bạn nghĩ sao nếu một cây đàn piano điện có tới 88 phím cảm ứng lực nhấn cùng 128 polyphony? Điều này sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm chơi giống như trên những cây đàn cơ đắt tiền mà vẫn giữ được giá cả hợp lý. Godman cái spa còn tích hợp 210 điệu nhạc và 500 tiếng cài đặt sẵn. Bạn có thể sáng tạo mọi phong cách âm nhạc từ cổ điển đến hiện đại chỉ với vài cú chạm. Và một tin vui dành cho các bạn yêu thích nhạc trẻ, khi mua Godman Kai Spa tại Minh Phụ Music, bạn sẽ được tặng kèm 10 bản nhạc Việt được cài đặt sẵn trên đàn theo yêu cầu của bạn. Các bạn hãy thử đoán xem cái đàn này có lưu lại các bản nhạc bạn đã chơi được không? Với tính năng record, Kai Spa cho phép bạn ghi âm lại những bản nhạc yêu thích để nghe lại, phân tích và cải thiện kỹ năng của mình. Đặc biệt hơn, đàn còn trang bị chức năng freeze cho phép bạn thay đổi âm thanh mà không làm gián đoạn nhạc đệm, giúp bạn linh hoạt hơn trong quá trình sáng tạo âm nhạc. Bạn có biết tính năng dual voice trên Kai Spa không? Nó cho phép bạn trộn âm thanh của hai loại nhạc cụ khác nhau, mang đến sự đa dạng không giới hạn cho mỗi bản nhạc. Chưa hết, với tính năng key split, bạn có thể chia bàn phím. Cái đàn này có thể tự tắt khi không sử dụng không? Đúng vậy, với tính năng auto off, sau 30 phút không hoạt động, Godman Kai Spa giúp bạn tiết kiệm điện năng một cách tối ưu. Và đây là điều mà nhiều người chưa biết: chức năng one touch setting giúp tự động chọn 4 âm sắc hoàn hảo cho bất kỳ điệu nhạc nào mà bạn đang chơi. Bạn có từng gặp khó khăn khi thay đổi tông nhạc giữa các bài hát? Đừng lo, Kai Spa có sẵn tính năng change pole để tăng giảm tông chỉ trong vài giây. Godman Kai Spa tại Minh Phụ Music được bảo hành lên đến 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Không chỉ mang đến cho bạn một cái đàn piano mà còn là sự chăm sóc tận tâm. Nếu bạn đang tìm kiếm một cái đàn piano điện với giá cả phải chăng nhưng vẫn muốn trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, bạn sẽ chọn Godman Kai Spa chứ? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới video và đừng ngần ngại đến trải nghiệm trực tiếp tại hệ thống showroom Minh Phụ Music. Xin chào và hẹn gặp lại.